Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 9 được phát sóng trực tiếp từ Hà Nội. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên thảo luận cấp cao khóa họp 72 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Trung lần thứ tư đã chính thức bắt đầu vào sáng nay 23 tháng 9 tại tỉnh Lai Châu. Nhiều nghệ nhân làm lân luôn mong muốn bảo tồn nghề truyền thống để lưu giữ những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ cho các em nhỏ mỗi dịp Tết Trung thu đến. Thưa quý vị, vào ngày 22 tháng 9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên thảo luận cấp cao khóa họp 72 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Phiên thảo luận năm nay mang chủ đề tập trung cho con người, phấn đấu vì hòa bình và một cuộc sống tốt đẹp cho tất cả mọi người trên một hành tinh bền vững. Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh đóng góp tích cực của Việt Nam cho các mục tiêu của Liên Hợp Quốc và thành tựu của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Phó Thủ tướng cho rằng các nước cần tăng cường hợp tác, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, trong đó Liên Hợp Quốc là trung tâm điều phối và gắn kết các nỗ lực chung, khẳng định luật pháp quốc tế là nền tảng quan trọng đối với trật tự và sự ổn định trong quan hệ quốc tế. Về Biển Đông, Phó Thủ tướng kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử COC. Cùng ngày, tại trụ sở Liên Hợp Quốc, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã ký hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Hiệp ước này cấm các nước thành viên không được phát triển, thử nghiệm, sản xuất, chế tạo, tàng trữ, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Đến nay, hiệp ước đã được 52 nước ký kết và sẽ có hiệu lực sau khi được 50 nước phê chuẩn. Việc sớm ký hiệp ước thể hiện rõ chính sách nhất quán của Việt Nam ủng hộ việc giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. Bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp Ngoại trưởng các nước Hungary, Maroc, Bulgaria và Thủ tướng Macedonia, gặp gỡ một số doanh nghiệp tập đoàn lớn của Mỹ. Cũng trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 72, đoàn Việt Nam đã tham dự nhiều cuộc họp của các diễn đàn đa phương như cuộc họp cấp bộ trưởng các nước ASEAN với Liên minh Thái Bình Dương, hội nghị cấp bộ trưởng của phong trào không liên kết, hội nghị cấp bộ trưởng nhóm G77, cuộc họp cấp cao do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chủ trì về chống bóc lột và lạm dụng tình dục. Để thúc đẩy quan hệ đầu tư thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 9 tại bang California, Mỹ, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và Phòng Thương mại bang California tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ. Tham dự diễn đàn có đại diện của hơn 100 doanh nghiệp Mỹ, người Mỹ gốc Việt và hơn 20 doanh nghiệp đến từ Việt Nam. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại bang California, Mỹ. Tại diễn đàn, đại diện Bộ Công Thương cho biết, năm 2016, Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam. Và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Mỹ với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 52 tỷ đô la. Trong 7 tháng đầu năm 2017, kim ngạch thương mại song phương đã đạt trên 30 tỷ đô la, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tiềm năng vẫn còn rất lớn. Tiềm năng để mà phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang ở mức chưa từng có. Nó xuất phát từ năng lực sản xuất của chúng ta cũng như cái nhu cầu của Việt Nam thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ, đặc biệt là trong những lĩnh vực mà các nhà đầu tư Hoa Kỳ có tiềm năng. Phía chúng ta cũng có nhu cầu rất lớn để tăng cường xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Các diễn giả tham gia diễn đàn cũng nhận định Việt Nam đang có môi trường đầu tư rất hấp dẫn và tiềm năng mở rộng đầu tư trực tiếp từ Mỹ vào Việt Nam là rất lớn. Việt Nam hiện đang là cơ hội đầu tư rất lớn. Thứ nhất là có dân số khổng lồ, đứng thứ ba khu vực Đông Nam Á, GDP đang tăng nhanh, là nền tảng mở rộng khả năng chi tiêu. Nền kinh tế Việt Nam đang rất thuận lợi trong hoạt động kinh doanh và gắn kết với nền kinh tế thế giới. Tính đến tháng 8 năm 2017, Hoa Kỳ xếp thứ 9 trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 10 tỷ đô la. Các thảo luận tại diễn đàn lần này cho thấy, mặc dù quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã có sự phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, song kết quả này vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng của cả hai nước.
Chính vì thế mà còn cần nhiều hơn nữa những diễn đàn như thế này để không chỉ cung cấp thông tin mà còn tạo điều kiện tiếp xúc trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước để biến các tiềm năng trở thành kết quả hợp tác cụ thể. Lê Minh, phóng viên thường trú đại diện Việt Nam tại bang California, Hoa Kỳ. Gần 100 doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm, hàng dệt may, tiêu dùng và công nghiệp phụ trợ đã trao đổi về giao thương tại Trung tâm Nhật Bản ASEAN Tokyo. Hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp của hai nước do Cục Xúc tiến Thương mại, đại diện Bộ Công Thương tại Nhật Bản phối hợp với Trung tâm Nhật Bản ASEAN tổ chức. Chính sách bảo hộ nông nghiệp của Nhật Bản, các sản phẩm hoa quả tươi của Việt Nam phải chịu mức thuế cao, sự kiểm duyệt chặt chẽ khi vào thị trường Nhật Bản. Riêng đối với gạo phải chịu mức thuế lên đến 280%. Lần này doanh nghiệp Việt Nam đã giới thiệu các mặt hàng chế biến từ hoa quả tươi như nước ép thanh long, các sản phẩm chế biến từ gạo như giấm, mỹ phẩm, vì mức thuế sẽ thấp hơn và tính ổn định cao hơn. Thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ ngày một tăng, tuy nhiên vẫn còn những rào cản như các quy định về xuất nhập khẩu, hàng được phép nhập khẩu và hàng cấm nhập khẩu. Bên cạnh đó thì hiếu người tiêu dùng khác nhau cũng là trở ngại. Theo nghiên cứu của Trung tâm ASEAN Nhật Bản, hiện có 3 phương thức thương mại chủ yếu khi hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản là phương thức thương mại thông thường, đó là một công ty xuất khẩu và một công ty nhập khẩu. Phương thức xuất nhập khẩu giữa các công ty con với công ty mẹ trong cùng một tập đoàn và phương thức ký hợp đồng thầu phụ với công ty của Nhật Bản. Phương thức nào thì cũng đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh. Thứ nhất đó là chất lượng là hàng đầu. Thứ hai là tiến độ. Giao hàng phải đúng thời hạn và đủ số lượng. Thứ ba là giá cả phải hợp lý. Thứ tư là uy tín. Và thứ năm là cái quan trọng nhất đối với doanh nghiệp là làm việc bằng cả tấm lòng. Hợp đồng thương mại giữa công ty cổ phần Nhựa Nghiên và đối tác là công ty Nichi Tetsu đã đạt được ngay trong chương trình xúc tiến lần này. Theo đó thì công ty cổ phần Nhựa Nghiên sẽ dành riêng một nhà máy để sản xuất cho công ty Nichi Tetsu. Thưa quý vị, 2.250 tỷ đồng là số tiền thuế thu được từ hoạt động chuyển nhượng vốn tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong 8 tháng đầu năm 2017, nhiều gấp 2,5 lần tiền thuế thu của cả năm 2016. Mức tăng đột biến này có được là nhờ thương vụ tập đoàn xi măng lớn của Thái Lan mua lại công ty Holcim Việt Nam. Riêng tiền thuế thu được từ vụ chuyển nhượng vốn này đã lên đến là 1.800 tỷ đồng, chiếm đến 80% tổng tiền thuế chuyển nhượng vốn thu được. Các thương vụ lớn khác có số tiền thuế thu hàng trăm tỷ đồng rơi vào các dự án bất động sản lớn như là chuyển nhượng Diamond Plaza và Kumho Asiana Plaza nằm ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói là tổng giá trị chuyển nhượng vốn của cả năm nay được ước đoán sẽ thấp hơn khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào ngày 23 tháng 9 tại Hòa Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức các hoạt động quốc gia hưởng ứng chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn 2017 với chủ đề Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững. Hơn 1.000 người, bao gồm người dân, học sinh trên địa bàn đã tham gia hưởng ứng sự kiện. Chiến dịch năm nay nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý chất thải tại các khu nông thôn cũng như là huy động mọi người bảo vệ môi trường hướng tới xây dựng môi trường xanh, bền vững. Ngay sau lễ phát động đã có nhiều hoạt động diễn ra như là truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng trong thu gom, phân loại và xử lý chất thải tại nguồn, lớp học môi trường. Trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm quy hoạch các khu xử lý rác tập trung, huy động các nguồn lực thu gom, xử lý, tái chế rác thải. Vâng, tổ chức những hoạt động góp phần bảo vệ môi trường như là chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn chẳng hạn là rất cần thiết, bởi hiện nay Việt Nam là một trong 10 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do thiên tai với những thiệt hại nghiêm trọng cả về người, tài sản và kinh tế. Theo đại diện một số tổ chức và chính phủ quốc tế, giải pháp tài chính mà cụ thể là các nguồn lực tài chính nên được sử dụng cho công tác phòng tránh trước khi thiên tai xảy ra nhằm giảm thiểu thiệt hại. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2016 là gần 18.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,4% tổng GDP năm 2016. Theo Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, kinh phí cho hỗ trợ khẩn cấp thiệt hại sau thiên tai mới chủ yếu tập trung ở nguồn ngân sách trung ương. Với tần suất và số lượng thiên tai dự đoán sẽ diễn ra nhiều hơn trong tương lai, Việt Nam sẽ cần áp dụng cả giải pháp xã hội và tài chính. Nói cách khác, tất cả các nguồn lực từ chính phủ, tổ chức quốc tế, trong nước và khối tư nhân cần cùng góp phần để tạo nên sự thay đổi nhằm giảm thiệt hại về con người.
Theo Bộ Tài chính, trong năm 2016, ngân sách trung ương hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai là khoảng 5.600 tỷ đồng, bằng 30% tổng thiệt hại. Chuyên gia cho rằng nguồn lực tài chính cần được sử dụng hợp lý, từ đó giúp giảm mức thiệt hại. Tôi nghĩ rằng giải pháp tài chính nên được thực hiện theo hướng đầu tư cho biện pháp ngăn ngừa thay vì chỉ để khắc phục. Như vậy, Việt Nam có thể giảm thiểu chi phí cho công tác khắc phục sau thiên tai. Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, Nhật Bản đã chia sẻ với Việt Nam một số kinh nghiệm trong phòng chống tác động của thiên tai. Khi có bão ở Nhật, nhiều khu vực bị ngập lụt. Tôi nghĩ rằng đây cũng là trường hợp xảy ra ở Việt Nam. Vì vậy, để chống ngập úng, tôi cho rằng Việt Nam nên đầu tư phát triển hệ thống thoát nước, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hứng chịu 21 loại thiên tai khác nhau, Việt Nam đã, đang và sẽ phải đối mặt với những thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, với giải pháp tài chính hợp lý, kết hợp cùng công tác dự báo, cảnh báo sớm và nâng cao nhận thức phòng tránh cho các đối tượng dễ bị ảnh hưởng, thiệt hại sẽ được giảm thiểu. Trong phần tiếp theo của bản tin, hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Trung lần thứ tư đã chính thức bắt đầu vào sáng nay 23 tháng 9 tại tỉnh Lai Châu. Nhiều nghệ nhân làm lân luôn mong muốn bảo tồn nghề truyền thống để lưu giữ những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ cho các em nhỏ mỗi dịp Tết Trung Thu đến. Thưa quý vị, hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Trung lần thứ tư đã chính thức bắt đầu vào sáng nay 23 tháng 9 tại tỉnh Lai Châu. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã đồng chủ trì giao lưu. Và ngay sau đây, phóng viên Ngọc Liên sẽ cung cấp thông tin chi tiết. Thưa quý vị, buổi tọa đàm giao lưu giữa các đại diện của lực lượng biên phòng, hải quan và lãnh đạo các địa phương khu vực biên giới hai nước đã mở đầu cho chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Trung lần thứ tư. Tại buổi tọa đàm thì các khách mời cũng đã điểm lại hiệu quả của các thỏa thuận và cơ chế hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới cũng như hoạt động giao lưu hợp tác giữa chính quyền và nhân dân các địa phương hai nước. Qua đó hướng đến việc duy trì và xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả hơn trong tương lai. Trong khuôn khổ của giao lưu sẽ tiếp tục diễn ra các hoạt động tại cả hai tỉnh Lai Châu của Việt Nam và Vân Nam của Trung Quốc như là sơ kết 2 năm kết nghĩa dân cư hai bên biên giới, diễn tập liên hợp chống tội phạm xuyên biên giới, tham quan tuần tra chung lực lượng biên phòng hai nước. Đây đã trở thành hoạt động thường niên giữa Bộ Quốc phòng hai nước kể từ năm 2014 nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa chính quyền, nhân dân và các lực lượng bảo vệ biên giới hai bên, qua đó xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài. Bản tin xin được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý sẽ có trong cụm tin ngay sau đây của chúng tôi. Hôm qua, lực lượng công binh tỉnh Quảng Trị đã hủy nổ thành công một quả bom từ trường còn nguyên kíp nổ tại thôn Sari, huyện Hướng Hóa. Trước đó, người dân đã phát hiện quả bom nằm lộ thiên cách khu vực dân cư 300m. Qua xác định, đây là loại bom từ trường nặng hơn 200kg, không thể di chuyển hay tháo gỡ. Do vậy, lực lượng chức năng đã tiến hành di dời người dân trước khi hủy nổ quả bom ngay tại chỗ. Sau gần một tuần bão số 10 đi qua, hầu hết tại các vùng ven biển Hà Tĩnh, nguồn nước sinh hoạt của người dân đều bị nhiễm mặn do chiều cường dâng cao. Chỉ riêng tại huyện Lộc Hà, thị xã Kỳ Anh, có đến trên 18.000 hộ dân có nguồn nước bị nhiễm mặn, không thể sử dụng. Để có nước sinh hoạt, người dân phải sang các địa phương khác để mua nước sạch về dùng. Hiện công tác tháo chua, rửa mặn nguồn nước giếng của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nhiều địa phương ven biển vẫn chưa có điện. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định kháng nghị đối với bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án buôn lậu làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm theo hướng tuyên hủy bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì cho rằng vụ án chưa được các cơ quan chức năng điều tra một cách toàn diện. Bên cạnh đó, diễn biến phiên tòa sơ thẩm cho thấy có dấu hiệu vụ án để lọt người, lọt tội. Trước đó, vào ngày 25 tháng 8, kết thúc phiên xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma 12 năm tù về tội buôn lậu. Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm vì sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, nhiều ý kiến không đồng tình với tội danh và mức án đã tuyên đối với các bị cáo.
cũng như là cho rằng cần phải làm rõ và xử lý trách nhiệm của một số cán bộ thuộc Cục Quản lý Dược Bộ Y tế có liên quan. Xin được chuyển sang những thông tin văn hóa. Thưa quý vị, hoạt hình 3D là xu hướng làm phim đang rất được yêu thích trên thế giới. Chất lượng hình ảnh vượt trội, mềm mại và những trải nghiệm mới mẻ mà những thể loại phim hoạt hình trước đây không thể có được chính là điểm mạnh của hoạt hình 3D. Nhờ những ưu điểm này mà hoạt hình 3D đã thu hút số lượng khán giả vượt trội hơn so với thể loại phim hoạt hình truyền thống. Nhiều nhà làm phim hoạt hình trẻ của Việt Nam đã bắt đầu có những thành công trong lĩnh vực này. Trải nghiệm rất là khác lạ đối với tất cả những lần em đã từng xem hoạt hình. Em cũng là một người cũng rất là thích phim hoạt hình, nhưng mà đây là lần đầu tiên được cảm giác như là mình thực sự được sống trong cái bộ phim mà mình đang xem. Thực sự là xung quanh như là mình đang ở trong cái căn phòng đấy và mình đang được thực sự nhìn thấy nhân vật đang đứng ở ngay trước mặt mình. Painted Flower, bộ phim hoạt hình 3D thực tế ảo đầu tiên tại Việt Nam, cũng là bộ phim hoạt hình đầu tay của đạo diễn Phùng Đình Dũng cùng đội ngũ Thunder Cloud Studio sản xuất. Bộ phim hoạt hình không lời kể về câu chuyện hài hước giữa hai cô bé Su và Si học làm họa sĩ với độ dài gói gọn trong vòng 3 phút. Painted Flower cũng trở thành bộ phim hoạt hình 3D đầu tiên của Việt Nam lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim ngắn quốc tế và được phát trên kênh CG Broad, kênh YouTube uy tín của cộng đồng 3D trên toàn thế giới. Tôi đang làm phim hoạt hình dựa trên một cái quy trình sản xuất mới mà kể cả đối với trên thế giới hiện nay nó cũng là một chu trình rất là mới. Cái điểm khác biệt lớn nhất trong cái kỹ thuật làm phim hoạt hình của chúng tôi hiện nay thì là làm toàn bộ bằng game engine, tức là sử dụng các cái engine để làm game, để làm phim hoạt hình. Thì nó sẽ hơi giống các cái đoạn phim mà các bạn hay thường thấy trong các game và chúng tôi sẽ dùng các công nghệ đấy để sản xuất phim hoạt hình. Công nghệ sản xuất 3D vẫn còn khá mới mẻ với nền hoạt hình Việt Nam. Nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực hoạt hình 3D có tiềm năng và sáng tạo nhờ lòng đam mê và học hỏi. Về cái vấn đề quy trình đầu tiên trước khi làm 3D thì phải có một cái bước gọi là làm concept. Thì dựa trên những cái thứ về nội dung, kịch bản. Thứ hai là dựa vào cái art direction mà mình có. Thì bọn mình sẽ phải brainstorm là bối cảnh sẽ như thế nào, nhân vật ta làm sao. Thế thì tất cả những cái quy trình đấy bọn mình cần những cái tham khảo, tư liệu tham khảo bên ngoài. Ví dụ như kiểu là quần áo trên thực tế ở trong cái môi trường đấy sẽ như thế nào. Một cái tư duy mà editor cần có thì tôi nghĩ đó là một cái tư duy logic. Đó là khi mà họ nhìn vào một cái chuyển động thì họ cần phải đánh giá được là tại sao cái chuyển động đó nó lại như vậy và cái gì tạo ra cái chuyển động đó, cái nguồn của cái chuyển động đó nó nằm từ đâu. Công nghệ sản xuất phim hoạt hình 3D thế giới đã có hơn 40 năm tuổi, nhưng mới chỉ xuất hiện tại Việt Nam hơn một thập kỷ qua. Giới trẻ Việt Nam, với sự tìm tòi học hỏi, đã tự sáng tạo ra nhiều tác phẩm có chất lượng, bước đầu đặt nền móng cho ngành công nghiệp hoạt hình 3D nước nhà. Vào tối ngày 22 tháng 9, lần đầu tiên các biên tập viên Đài truyền hình Việt Nam đã tham gia chương trình thời trang nhằm gây quỹ giúp các bệnh nhi nghèo bị tim bẩm sinh trong chương trình nghệ thuật từ thiện mang tên Qui Eora. Chương trình do Quỹ Tấm Lòng Việt Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Italia tại Việt Nam tổ chức. Hơn 30 biên tập viên truyền hình lần đầu tiên sải bước trên sàn diễn thời trang. Các biên tập viên đã giới thiệu đến người xem 3 bộ sưu tập Nếp Nếp của Vũ Trần Đức Hải, Đũi Năm Cao của Duy Nguyễn và Siêu Khi Việt Nam của Diệp Anh. Đây là những thiết kế mới nhất lấy cảm hứng từ La Mã cổ đại và nghệ thuật phục hưng với những biên tập viên lần đầu làm người mẫu thời trang. Tất cả các biên tập viên của VTV ngày hôm nay tụ hội ở đây, mọi người đều gặp nhau ở một cái động lực, đó là vì Quiora, vì trái tim cho em. Chúng tôi muốn đóng góp cái phần nhỏ bé của mình cho một cái chương trình ý nghĩa như thế này. Tôi đã lấy tay ý tưởng là khúc giao mùa với màu sắc chủ đạo là vàng và trắng kem. Nó rất nhẹ nhàng và với chất liệu nội đũi đó thì với phong dáng oversize một chút thì có thể là ai cũng mặc được và ứng dụng rất mạnh. Chương trình đã tiến hành đấu giá 9 hiện vật, trong đó có nhiều cổ vật đáng chú ý như bình gốm Chu Đậu, tranh Bạch Long, tranh Tình Yêu của họa sĩ Hà Chí Hiếu, chống đồng Đông Sơn, nhằm gây quỹ giúp cho các trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.
Chúng tôi nghĩ rằng trẻ em Việt Nam, nhất là trẻ em bị tim bẩm sinh, cần được giúp đỡ nhiều hơn, nên chúng tôi đã chung tay cùng với các bạn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 10.000 trẻ vừa sinh ra bị bệnh tim bẩm sinh. Một nửa trong số đó bị rất nặng cần được phẫu thuật ngay, nhưng các em luôn phải chờ đợi vì chi phí cho các ca mổ tim từ 35 triệu đồng trở lên là gánh nặng cho các gia đình nghèo. Qui Eora, tên của đêm trình diễn trong tiếng Italia, có nghĩa là tại đây, ngay lúc này. Và tại đây, ngay lúc này, những biên tập viên truyền hình đã chung tay để trao thêm cơ hội viết tiếp ước mơ cho hàng nghìn em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh sẽ được chữa trị. Lễ hội Dù Lượn Bay Trên Mùa Vàng 2017 diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 9 tại đèo Khâu Phạ, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Bay Trên Mùa Vàng là sự kiện dù lượn lớn nhất Việt Nam thu hút hàng trăm người tham gia. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có các màn trình diễn thi dù lượn và hướng dẫn du khách tham gia hoạt động dù bay từ đèo Khâu Phạ và trao giải hội thi dù lượn. Lễ hội Bay Trên Mùa Vàng đã trở thành hoạt động thường niên thu hút hàng nghìn người đến với vùng cao Tây Bắc vào đúng mùa lúa chín trên những thửa ruộng bậc thang. Thưa quý vị, vào mỗi mùa trung thu, những màn múa lân sư rồng sôi động, vui nhộn vẫn được các em nhỏ háo hức chờ đợi. Để góp phần tạo nên màn múa lân thành công thì không thể không kể tới công sức của những nghệ nhân đã tạo ra những chú lân rực rỡ sắc màu. Để có được một chú lân sống động và truyền tải được ý niệm mà người chơi mong muốn, người làm phải rất tỉ mỉ, kiên trì, không nản lòng. Nhiều nghệ nhân làm lân vẫn giữ nghề truyền thống để lưu giữ những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ cho trẻ nhỏ. Tại cơ sở làm lân sư rồng, rất dễ bắt gặp những chú bé tầm 13-14 tuổi. Tại đây, các em thỏa được ước mơ làm lân, được sờ nắng, được chính đôi bàn tay mình cho ra đời một chú lân mơ ước. 14 tuổi, nhưng Phước Anh đã có đến 5-6 năm làm lân. Đó cũng là niềm vui của cậu bé và những người bạn tại cơ sở này. Ngày trung thu, tụi con sẽ về đây làm những con lân mà mình thích và được chơi những con lân mà mình làm ra và nó sẽ có ý nghĩa hơn. Từ tháng 2 âm lịch kéo dài đến gần Tết Trung Thu, hoạt động làm đầu lân lại diễn ra sôi động. Đây là một nghề rất công phu, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn của những nghệ nhân chế tác. Nhưng cái đặc biệt hơn, đó là làm sao thổi được cái hồn vào lân, để cho mỗi con lân là một thực thể riêng biệt, không con nào giống con nào. Lân sư rồng được quan niệm đem lại điềm lành, may mắn, bình an, tài lộc. Thế nên ngoại hình luôn được chăm chút tỉ mỉ, từ trang phục đến kỹ thuật tạo hình. Tiếp đến là tuyệt kỹ trong nghệ thuật trình diễn, biểu đạt trọn vẹn các cảm xúc, tính cách, thần thái với hỷ, nộ, ái, ố, động tĩnh, kinh nghi, thủy tĩnh. Mỗi cái con lăn là có mỗi nấc vải, là ví dụ như dùng nấc vải nhiều để cho con lăn cho nó giữ. Còn những người mà họ ưng con lăn mà cho nó lông nhiều thì cái nấc vải là hạn chế là để cho lông lên cho nó đẹp. Từ hàng trăm năm trước, nghệ thuật múa lân sư rồng du nhập vào nước ta, nghề làm đầu lân sư rồng cũng theo đó mà phát triển. Ban đầu chỉ với những đốt tre trúc được vóc tỉa uốn ghép, nhưng biểu hiện đầy đủ được nét phong tráng, hùng tướng, thần sắc oai vệ, cảm xúc tươi vui của những con linh thú. Ngày nay dù đã có nhiều thay đổi trong công nghệ chế tác, nhưng cơ bản về mặt ý nghĩa và quan niệm vẫn còn nguyên vẹn nét đẹp xưa. Và trong phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết. Bản tin thời sự 12 giờ trưa cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy truy cập vào trang web vtv4.vn cũng như là YouTube để xem lại các chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.